bây giờ Cần Thơ muốn nghe bài sung và bài siêu. Sung cỡ nào? Sung cỡ cầu Cần Thơ không? Vì đời đời thì hát mấy câu, giận đời thì nói thế thôi. Vì đời chẳng còn gì mà vui, chờ người thì thấy rất lâu, người chờ thì chẳng thấy đâu. Vì đời chẳng ai muốn đợi nhau, vợ mình đẹp nhất hành tinh, người tình đẹp nhất lúc bình minh. Vì đời có tài nên thường học hành giải quyết công văn, học hành thì đói nhăn răng. Vì đời học không đi với hành đâu. Trò chơi là chơi cho vợ bạn thì chớ có lan man. Vì đời đôi khi lòng muốn tối gian, lời thề thì dễ quên, tiền thì khó quên. Vì đời chẳng ai muốn nợ nhau, đường vòng thì đến rất mau, đề phòng người đứng phía sau. Vì đời chẳng ai muốn mình đau. Chuyện vui buồn cho chơi, ai ai ơi trò chơi.
đời còn về kiếm thú vui, đời mòn về kiếm chỗ chui vì đời. Người ta cứ nói là chui, 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 chui. Bạn thân mến, một lần nữa chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn quái vật tí hon. Chúng ta sẽ cùng ở lại trên sân khấu giao lưu với các bạn khán giả một chút ạ. Xin mời quái vật tí hon. Cũng giống như rất nhiều những ban nhạc khác, quái vật tí hon là một ban nhạc mới ạ. Được biểu diễn trên sân khấu Rockstorm với sự cổ vũ cuồng nhiệt của bạn khán giả thì quái vật tí hon cảm thấy như thế nào? Đây là một điều tuyệt vời nhất đối với chúng tôi khi mà được tham gia cùng với tour Rockstorm này, đi khắp từ